Samsung Display chuẩn bị giới thiệu nhiều sản phẩm đột phá tại CES 2024, những sản phẩm sẽ định hình tương lai của ngành công nghiệp màn hình. Công ty sẽ tham gia sự kiện được tổ chức tại Las Vegas, Hoa Kỳ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1 với triển lãm xoay quanh chủ đề Công nghệ đổi mới toàn diện, mở đường cho hành trình mới. Một trong những sản phẩm bắt mắt nhất tại CES 2024 chính là In-Out Flip, thiết bị màn hình gập với thiết kế Flip Phone, công nghệ gập ra vào độc đáo cho phép gập 360 độ. Không giống như các thiết bị gập vào truyền thống, yêu cầu một bảng điều khiển bổ sung ở bên ngoài để hiển thị thông tin khi gập lại. In-Out Flip có được thiết kế đẹp hơn, mỏng hơn với một màn hình duy nhất có thể gập ra ngoài để cho phép sử dụng màn hình ngay cả khi gập lại. Samsung Display sẽ trưng bày các sản phẩm OLED mang tính cách mạng dành cho nội thất xe hơi, bao gồm cả Flex Note Extendable. Sản phẩm cải tiến này có bảng điều khiển có thể gập lại, mở ra và mở rộng để mang lại kích thước màn hình lớn hơn. Flex Note Extendable có kích thước 11 inch khi gập hoàn toàn nhưng có thể mở rộng lên 13,8 inch với tỷ lệ khung hình 19 bằng cách mở ra một bên. Bằng cách trượt phần còn lại ra, kích thước có thể được mở rộng thêm lên 17,3 inch với tỷ lệ khung hình 43. Thiết kế linh hoạt này cho phép trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa dựa trên nội dung được hiển thị. Follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư chứng khoán Hàn Quốc nhé!